Nga bị thương chạy vào bệnh viện. Ukraine tố Nga leo thang căng thẳng. Putin tuyên bố NATO khiêu khích. Hồng Kông phát động chiến dịch săn bắt lợn rừng. Một mẫu máy bay không được người lái bí mật được giới thiệu ở Mỹ. Thế giới sắp chứng kiến nguyệt thực một phần dài nhất trong gần 600 năm. Hà Nội có 12 ổ dịch phức tạp, khẩn tìm người đến nhà hàng liên quan F0. Hà Nội, phường nói cả thành phố quá tải vì Covid-19, quận lập tức tuyết còi. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung F0 còn 7 ngày. Nhiều tỉnh cho học sinh sinh viên đi học trở lại. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Safe Chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của điểm tin tối ngày 19 tháng 11 của DKN TV. Con nai bị thương xông thẳng vào một bệnh viện ở Louisiana và tìm cách chạy lên tầng 2, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Camera an ninh trong khu trung tâm y tế khu vực Owl Lady of Select tại thành phố Baton Rouge, bang Louisiana, Mỹ, hồi đầu tuần ghi lại cảnh một con nai 4 tuổi bị thương xông thẳng vào bên trong bệnh viện. "Chúng tôi luôn sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ", bệnh viện cho biết khi đăng tải video. Giới chức động vật hoang dã nghi ngờ con nai này đã bị ô tô đâm. Sau khi lao qua cửa bệnh viện, nó trượt chân ngã xuống đất xong vẫn gượng dậy để đi lên cầu thang cuốn tầng 2. Các nhân viên y tế và một sĩ quan cảnh sát sau đó đã giữ được con vật lại. Con nai bị thương được nhân viên cơ quan động vật hoang dã và thủy sản Laosian đưa về nơi an toàn và điều trị. Cơ quan động vật hoang dã và thủy sản Laosian đã phản ứng kịp thời để xử lý. Công việc chăm sóc bệnh nhân không bị gián đoạn và bệnh viện đã được vệ sinh kỹ, đại diện bệnh viện cho biết thêm. Sự việc con nai bị thương xông vào bệnh viện nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với nhiều ý kiến cho rằng con vật này dường như biết tìm đúng nơi cầu cứu. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Osetis Venikos, người đang có chuyến công du tới Washington và hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, đã kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu để ngăn chặn sự leo thang mới của Nga chống lại Ukraine. Mục đích chính trong chuyến thăm lầu năm góc của ông Grzyzkos cũng là để thảo luận về Nga. Chuyến thăm hôm thứ Năm 18 tháng 1 diễn ra khi gặp Kay và Washington đều cảnh báo những gì họ mô tả là hoạt động quân sự bất thường ở Nga ở biên giới với Ukraine. Hôm thứ Tư 17 tháng 11, Bộ trưởng Austin tuyên bố rằng chúng tôi không chắc chắn chính xác những gì Putin định làm. Sự leo thang này chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu. Ông Dennis Scott cảnh báo với ông Austin, theo bản ghi chép của Lầu Năm Góc, Chúng tôi đã nói rõ những lo ngại của mình về các hoạt động gây bất ổn của Nga và mong muốn của chúng tôi là sự minh bạch hơn nữa, ông Austin đáp lại. Mặt khác, về phần mình, Moscow bác bỏ những luận điệu như vậy và cho rằng chúng quá khích. Nga cũng cáo buộc NATO cũng đang gia tăng hoạt động trong khu vực. Tổng thống Nga Putin hôm thứ Năm 18 tháng 11 cho biết phương Tây đang coi nhẹ những lời cảnh báo của Nga là không nên vượt qua ranh giới đỏ và rằng Macau cần có sự đảm bảo an ninh nghiêm túc từ phương Tây. Ông Putin cũng nhấn mạnh chính NATO và các nước phương Tây đang làm leo thang tình hình ở Biển Đen. Điện Kremlin hồi tháng 9 cho biết NATO sẽ vượt qua làn danh đỏ của Nga nếu nước này mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Moscow từ đó cũng cáo buộc Ukraine và NATO có hành vi gây bất ổn, bao gồm cả Biển Đen. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin phàn nàn rằng các máy bay ném bom chiến lược của phương Tây mang theo vũ khí rất đáng quan ngại, bay trong phạm vi 20km từ biên giới của Nga. Chúng tôi liên tục bày tỏ mối quan ngại của mình về điều này, nói về những lần danh đỏ, nhưng chúng tôi thấy các đối tác của chúng tôi có thái độ rất hời hợt trước mọi cảnh báo của chúng tôi. Ông Putin nói... Bất chấp tranh chấp ngày càng gia tăng, Điện Kremlin vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao với Washington và nói nhiều lần về một cuộc gặp thượng đỉnh có thể xảy ra giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden để cải thiện quan hệ. Chính quyền Hồng Kông mới phát động chiến dịch bẫy lợn rừng tại các khu dân cư của một trong những trung tâm tài chính hàng đầu châu Á. Nhà chức trách công bố về cuộc săn bắt này sau khi những trường hợp lợn rừng tấn công người, tờ The Guardian đưa tin. Chính quyền Hồng Kông đang lên kế hoạch cho toàn bộ chiến dịch săn bắt chia sản và di cư các loài động vật hoang dã đến khu vực hẻo lánh không có người. Việc săn bắt bắt đầu được thực hiện ở những nơi mà cư dân thành phố vẫn cho lợn rừng ăn, tuy việc này bị luật pháp địa phương nghiêm cấm. Các cơ quan chính quyền lưu ý rằng lợn rừng bắt đầu xuất hiện ở những khu đô thị thường xuyên hơn các loài động vật khác. Ví dụ, vừa tuần trước đã xảy ra một vụ lợn rừng húc ngã một sĩ quan cảnh sát và cắn vào chân anh ta, để lại vết thương khá sâu. Các bác sĩ thú y đã sử dụng phi tiêu để bắt và tiêm thuốc cho chúng một cách nhân đạo. Thông báo của Bộ Nông nghiệp Thủy sản và Bảo vệ Thiên nhiên Hồng Kông cho biết Liên quan đến vấn đề này, người đứng đầu chính quyền Hồng Kông, bà Carrie Lam đã cảnh báo rằng chính quyền đặc thu sẽ nâng mức tiền phạt đối với những người nuôi động vật hoang dã theo số liệu của chính quyền địa phương, trong vài năm gần đây đã ghi nhận khoảng 30 trường hợp người dân bị lợn rừng tấn công Bộ cũng lưu ý rằng lợn rừng đã quen đi lại lang thang trên đường phố và tìm kiếm thức ăn từ người dân địa phương cũng như đuổi theo các phương tiện giao thông Chúng bắt đầu xuất hiện trên các chuyến tàu điện ngầm và những đoạn đường dành cho người đi bộ qua các khu dân cư cách trung tâm Hồng Kông chưa đầy 30 phút lái xe. Hiện nay thành phố là nơi sinh sống của gần 3.000 cá thể động vật không thuộc diện quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Moscow: Một mẫu máy bay không người lái mới chưa xác định được trình diễn tại Hoa Kỳ, cụ thể qua một video mới của lực lượng không quân Mỹ, ấn phẩm The Drive có bài đang gợi ý rằng đoạn video cho thấy máy bay không người lái bí mật. RQ-180 hiện đang được phát triển ở Hoa Kỳ. Trung tâm kinh nghiệm tiên phong của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã công bố một đoạn video cho thấy những thành tựu được trong lĩnh vực tình báo. Đoạn video cho thấy các máy bay không người lái, do thám, hiện tại và đầy hứa hẹn. Trong ấn phẩm The Ride đã thu hút sự chú ý đến máy bay không người lái, được trình chiếu sau cảnh quay chiến bay của máy bay không người lái, trinh sát RQ-4, Global Walk. Thiết bị được chế tạo theo sơ đồ cánh bay, tác giả cho rằng đoạn video cho thấy máy bay không người lái tàng hình RQ-180. Trước đó, một máy bay không người lái thuộc mô hình không xác định được phát hiện một căn cứ quân sự của Mỹ ở bang Nevada. Một nhân chứng đã chụp ảnh chiếc máy bay này khi nó bay qua hồ Room. Trong ấn phẩm The Rai cho rằng đây là máy bay không người lái tàng hình RQ-180. Trong ngày 19 tháng 11, thế giới sẽ được chứng kiến người thực một phần dài nhất trong gần 600 năm qua với bóng của trái đất sẽ che khuất đến 97% của mặt trăng khi nguyệt thực đạt cực đại và có thể xuất hiện hiện tượng mặt trăng máu. Theo các cơ quan thiên văn, mặt trăng bắt đầu mờ dần vào lúc 6 giờ 02 giờ mặt trời, tức 12 giờ 02 giờ Việt Nam, khi mặt trăng đi vào vùng tối của trái đất hay còn gọi là Punumbra. Một giờ sau đó, mặt trăng sẽ xuất hiện với hình ảnh như thể bề mặt bị cắt một phần lớn khi đi vào vùng bóng tối. Vào lúc 8 giờ 45 giờ mặt trời, 15 giờ 45 giờ Việt Nam, mặt trăng sẽ chuyển màu đỏ và màu sắc này sẽ trở nên sống động nhất vào 18 phút sau đó. Sau đó mặt trăng dần đi khỏi vùng tối và tiếp tục hành trình quay trái đất. Toàn bộ quá trình dự kiến sẽ mất hơn 3 giờ 28 phút, dài hơn 1 giờ 48 phút so với lần nguyệt thực năm 2018. Đây sẽ là hiện tượng nguyệt thực một phần dài nhất kể từ năm 1440. Cảnh tượng trên có thể quan sát được toàn bộ khu vực Bắc Mỹ cũng như một phần Nam Mỹ, Polynesia, Australia và Đông Bắc Á. Màu đỏ của mặt trăng hay còn gọi là trăng máu xuất hiện do hiện tượng tán xạ Rayleigh. Trong đó sóng ánh sáng ngắn hơn từ mặt trăng bị phân tán bởi các hạt trong bầu khí quyển trái đất. Trong khi các sóng ánh sáng đỏ dài hơn sẽ dễ dàng truyền qua các hạt này. Theo cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, càng nhiều bụi hoặc mây trong bầu khí quyển của trái đất trong thời gian diễn ra nguyệt thực, mặt trăng càng trở nên đỏ hơn. Cảnh tượng được ví như tất cả bình minh và hoàng hôn trên trái đất được phản chiếu lên mặt trăng. Tuy nhiên, NASA cho biết, những người quan sát mặt trăng sẽ không phải chờ đợi lâu bởi vì hiện tượng nguyệt thực toàn phần dài hơn sẽ xuất hiện vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 và có thể quan sát tốt bằng mắt thường mà không cần thiết bị đặc biệt như quan sát hiện tượng nhật thực. CVS, chuỗi bán lẻ dược phẩm lớn nhất ở Mỹ, thông báo đã có kế hoạch đóng cửa 900 cửa hàng trong vòng 3 năm tới. Số lượng đó tương đương 1 trên 10 số cửa hàng hiện tại của hãng. Các cửa hàng CVS còn lại, nơi bán nhiều loại hàng hóa tiêu dùng và đồ ăn nhanh, sẽ được bổ sung thêm các dịch vụ y tế. Cụ thể, nhà bán lẻ này cho biết họ sẽ đóng cửa khoảng 300 chi nhánh mỗi năm trong vòng 3 năm, bắt đầu từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa xác định được cửa hàng nào sẽ đóng cửa. Tại các địa điểm còn lại, CVS có kế hoạch mở rộng dịch vụ y tế, cung cấp các phương pháp điều trị cho các vấn đề sức khỏe hàng ngày. Về chiến lược dài hạn, CVS cho biết sẽ mở rộng cung cấp dịch vụ chăm sóc, đồng thời thu hẹp hoạt động kinh doanh bán lẻ truyền thống. Karen Eslings, giám đốc điều hành CVS Healthies, cho biết các cửa hàng bán lẻ là nền tảng của chiến lược. Chúng tôi vẫn tập trung vào lợi thế cạnh tranh là sự hiện diện hàng nghìn của cửa hàng CVS trên khắp đất nước. Điều này bổ sung cho sự hiện diện kỹ thuật số của hãng mở rộng nhanh chóng. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, người dân Mỹ ngày càng quen với việc tiếp cận các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm và tiêm chủng tại các hiệu thuốc địa phương. CVS cùng các chuỗi nhà thuốc khác đã đóng vai trò thiết yếu trong việc phân phối và tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Mỹ thời gian qua. Chuyển sang phần tin trong nước, Hà Nội có 12 ổ dịch phức tạp, khẩn tìm người đến nhà hàng liên quan F0. Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang diễn biến khó lường, hiện thành phố có 12 ổ dịch phức tạp trong cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Ba Đình thông báo, tất cả những người đến các địa điểm nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế. Ngày 13 tháng 11 tại hiệu thuốc số 48 Quan Hoa cầu giấy. Ngày 14 tháng 11 lúc 10 giờ tại cửa hàng bánh mì Vợ Ông Vàng, 178C Tây Sơn. Từ ngày 13 tháng 11 đến 18 tháng 11 tại nhà hàng Hải Sồm, số 86 đường Ngọc Khánh ngày tháng 11 từ 19 giờ đến 21 giờ tại nhà hàng bếp hàng xóm số 1 ngõ 84 đường Ngọc Khánh tất cả những người từng đến các địa điểm trên từ cách ly tại nhà và liên hệ ngay trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến CDC Hà Nội số điện thoại 0969082115 hoặc số 0949 396 115. tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã, nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sát COVID-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Tối 18 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội cũng thông tin về ổ dịch mới ghi nhận tại thôn mới. Tốt động, huyện Trương Mỹ với 14 ca F0. Với việc xuất hiện ổ dịch mới trong cộng đồng tại Trương Mỹ, hiện Hà Nội có 12 ổ dịch phức tạp, gồm Yên Nội, Đồng Quang 78 ca, Phú Đô, Nam Từ Liêm 252 ca, thôn mới, tốt động 14 ca chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 283 ca, kho hàng Shopee, khu công nghiệp Đài Tư 126 ca, La Thành, Giảng Võ 125 ca, Bạch Chữ, Tiên Thắng 263 ca, đường Trần Duy Hưng 153 ca, Sài Sơn, Quốc Oai 166 ca, Phú La, Hà Đông 80 ca, đường Bưởi, Cống Vị 45 ca, Thủ Lệ, Ngọc Khánh 47 ca. Hà Nội phường nói cả thành phố quá tải vì Covid-19, quận lập tức tuyết còi. Sáng 19 tháng 11, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Hà Nội thông tin tới báo chí về vụ F0 chậm đưa đi điều trị do toàn thành phố quá tải. Theo đó, sau khi có thông tin trên, lãnh đạo quận xác định phát ngôn trên là không chính xác, đã yêu cầu lãnh đạo phường Cổ Nhuế 1 giải trình bằng văn bản toàn bộ nội dung trao đổi với báo chí. Căn cứ vào giải trình, quận sẽ nghiêm túc xem xét giải quyết theo đúng quy định. Về các ca nhiễm Covid-19, quận này cho biết hôm 16 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận nhận được thông báo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về 3 trường hợp dương tính là NTN, TQH và NTM có địa chỉ ở phòng 712, CT1A, thành phố Giao Lưu, TDP Hoàng 23, phường Cổ Nhuế 1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận sau đó đã chỉ đạo Trung tâm y tế quận phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Cổ Nhuế 1 điều tra các ca bệnh Kết quả xác định gia đình bệnh nhân có 5 người, gồm 4 người lớn và một trẻ nhỏ, trong đó có 3 trường hợp F0 là bố, mẹ và bà và hai trường hợp F1. Quân đã liên hệ với các bệnh nhân để chuyển 3 bệnh nhân điều trị và bệnh viện đến lưu tiếp nhận. Sau đó thông báo với gia đình bệnh nhân chuẩn bị đưa 3 trường hợp dương tính đi điều trị, đồng thời yêu cầu 2 ca F1 cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên gia đình bệnh nhân có ý kiến chỉ đi điều trị khi cháu nhỏ đi cùng, ban chỉ đạo phòng chống dịch quận chỉ đạo các đơn vị liên quan đã tuyên truyền vận động nhưng gia đình vẫn mong muốn cả nhà được đi điều trị cùng nhau, cháu nhỏ và người ông chưa được xác định dương tính. Đến 19 giờ 18 tháng 11, cả gia đình được bệnh viện dã chiến đền lừa tiếp nhận với điều kiện có bản cam kết tự nguyện đi điều trị cùng gia đình. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 11, trả lời báo thanh niên về việc vì sao F0 chưa được đi cách ly. Trong vụ việc trên, ông Chu Thanh Hà, khi được hỏi lý do có phải thành phố đã quá tải dưỡng bệnh hay không, ông Chu Thanh Hà nói đang quá tải và cho biết trong chiều 18 tháng 11, phường đang làm các thủ tục để đưa F0 đi. Xong ông không trả lời câu hỏi toàn phường hiện có bao nhiêu F0 mà chỉ cho biết việc này đã được thông tin rộng rãi. Về các trường hợp F1, ông Chu Thanh Hà cho hay đã được đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, theo phản ánh từ phía người dân, tới đầu giờ chiều nay một số trường hợp F1 vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ phường. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung F0 còn 7 ngày. Ngày 19 tháng 11, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế về việc kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm hiện tại, thành phố đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên với mũi 1 đạt hơn 99%, mũi 2 đạt 83%. Riêng đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, mũi 1 đạt 95% và dự kiến tiêm mũi 2 vào tuần tới cuối tháng 11 năm 2021. Hiện thành phố đang cách ly điều trị 66.722 F0, trong đó 48.903 F0 được cách ly tại nhà và 5.185 F0 tại khu cách ly. Chiếm tỷ lệ khoảng 81%, đây là các trường hợp F0 không triệu chứng hoặc có những triệu chứng nhẹ theo số liệu ngày 17 tháng 11. Để thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới, thành phố Hồ Chí Minh đã và sẽ tiếp tục triển khai cách ly tại nhà đối với các F0 đủ điều kiện hoặc chuyển vào khu cách ly tập trung quận huyện. Nếu F0 không đủ điều kiện cách ly tại nhà, Đối với các trường hợp có triệu chứng cần can thiệp y tế thì chuyển vào bệnh viện điều trị COVID-19 tầng 2, tầng 3. Trước tình hình đó để gia tăng hiệu quả công tác chăm sóc, điều trị F0, duy trì mục tiêu hạn chế trường hợp bệnh nặng và tử vong do COVID-19, giảm tải các khu cách ly tập trung, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế cho phép thành phố thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy. Nhiều tỉnh cho học sinh sinh viên đi học trở lại, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành văn bản 4046 UPNPVP về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 19 tháng 11, một số hoạt động kinh doanh dịch vụ các nhà hàng cơ sở ăn uống hoạt động trở lại bình thường. Quá trình hoạt động phải đảm bảo giãn cách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Từ ngày 22 tháng 11, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn được tổ chức dạy học trực tiếp. Riêng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học cơ sở Phú Xá, Tiểu học Cam Giá vẫn tổ chức dạy học trực tuyến. Đối với các trung tâm ngoại ngữ tin học dạy thêm vẫn tiếp tục tạm dừng dạy học trực tiếp. Cùng ngày tỉnh Hà Nam cũng có văn bản đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp tại trường. Theo đó trẻ em mầm non, học sinh các cấp, sinh viên và học viên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp tại trường ngày 22 tháng 11 để thực hiện nội dung chương trình năm học 2021-2022. Sáng 19 tháng 11, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng đã thống nhất phương án nếu giữa tháng 12 các điều kiện về cơ sở vật chất, vaccine, kế hoạch an toàn các điều kiện đảm bảo thì có thể mở thí điểm cho lớp 9 và lớp 12 ở những vùng cho phép. Nghiên cứu thí điểm với bậc mầm non, chỗ này cần phải chuẩn bị kỹ hơn, đặc biệt là có sự đồng thuận của bậc phụ huynh. Dự kiến đầu tháng 12, các trường sẽ tập huấn cán bộ, giáo viên nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Ngày 5 tháng 12, tổ chức họp phụ huynh học sinh. Ngày 10 tháng 12, học sinh trở lại trường học trực tiếp theo phương án khối 9 và khối 12 đi học trước, mở dần các lớp khác. Cựu cục phó quản lý thị trường Trần Hùng bị điều tra nhận hối lộ. Ngày 19 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định đổi tội danh từ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xác nhận hối lộ đối với ông Trần Hùng, cựu cục phó cục quản lý thị trường. Ông Hùng bị khởi tố tạm giam ngày 17 tháng 8 với cáo buộc liên quan vụ án in 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả số tiền nhận hối lộ và hành vi cụ thể của ông Hùng chưa được công bố. Vụ án được khởi tố vào sáng 18 tháng 6 khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đột kích công ty in Văn hóa truyền thông Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hưng Phát tại Hà Nội, 19 xưởng in gia công và 15 kho hàng, 3 dây chuyền máy in offset 4 màu, phục vụ sản xuất sách giả bị phát hiện. Hiện tổng cộng 12 người đã bị khởi tố, trong đó có 3 cán bộ thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội là ông Lê Việt Phương, đội trưởng quản lý thị trường số 14, cựu đội phó đội số 17. Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương cùng là nguyên kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 17 về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 7 người khác bị khởi tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Nguyễn Duy Hải bị khởi tố về tội môi giới hối lộ theo điều 365. Thưa quý vị, mục điểm tin tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.